Rồi chào mọi người, lại tiếp tục với chương trình siêu khuyến mãi trong cái dịp cuối năm ha. Thì mấy hôm nay mình đã làm về cái máy mài, máy khoan, những cái máy mà chúng ta cũng đã có hết rồi ha. Thì bây giờ mình tới qua cái máy hàn. Bởi vì cuối năm như anh em ta cần hàn những cái khung, những cái sắt, những cái cạ gì đó mà chúng ta không có máy hàn thì cũng không có được. Lẽ ra đi mượn ha. Mà thuê thợ hàn ngoài rất là mắc nha, đặc biệt thuê thợ hàn ngoài cực kỳ mắc luôn, chấm mấy cái là lụm mấy trăm anh em như ngọt sớt luôn ha. Đấy, tại vì nó mắc là mắc cái công á, còn mình chúng ta bỏ công thực sự không có đáng nhiều tiền đó, rồi chúng ta công chúng ta làm thôi. Đấy, thì trong chương trình này mình sẽ làm cho anh em một cái máy hàn, đó là máy hàn của Hồng Mekatech, có cái mã là ZX7225C nha. ZX7225C thì cái máy hàn rất là phù hợp cho anh em hàn gia đình hoặc công trình dân dụng. Thì nó chỉ hàn được cái que hàn là từ 2 ly 6 trở xuống là kéo liên tục nha, bao anh em kéo que 2 ly 6 luôn. 3 ly 2 vẫn hàn được mà mình chỉ chấm chấm nhả thôi, chấm nhả thôi chứ không có kéo liên tục được. Đó thì đa phần người ta hàn gia đình thì chỉ qua hàn 2 ly 6 là nhiều. Nha, 2 ly 6 2 ly rưỡi á, 2 rưỡi trở xuống là nhiều ha. Đấy, thì cái máy hàn này hàng chính hãng của hàng Mekatech, bảo hành 1 năm nha. Bảo hành 1 năm. Đấy, bảo hành 1 năm. Thì cái đây này, bảo hành 1 năm mà dòng điện 220 nha, 220 230V. Đó, 223 thì 22 là dòng điện mình phù hợp ha. Đó. Hàng này hàng nhập khẩu chính hãng nha. Đây. Nhập khẩu chính hãng. Rồi, ok. Giờ sẽ khui mình xem ha. Thì trong cái máy hàn này á, nó có trang bị chúng ta là có luôn cả cái dây hàn nha. Dây hàn thì nói chung này dòng giá rẻ mà, nên dây hàn nó cũng làm không có đấy, nói chung là chỉ cho người đủ trang bị mình xài nha, dòng dây hàn nha. Dây hàn gì đó, dây kẹp que hàn nha. Còn dây mát đây, đây là dây mát nhiều mát rồi, đủ. Đây ha, đây là dòng máy hàn đây. Thì cái dòng máy hàn này nó có cái dòng của nó là 140 ampere nha. Dòng máy hàn này là 140 ampere đó. Mình thấy cái 225C thực sự nó không phải là 225 ampere, nó có một vài dòng nó ghi 200A, thực sự nó không phải là 200 ampere nha. Đó là cái ký hiệu, cái mã của cái máy hàn thôi. Đó, còn cái hàng chính của nó đây nó chỉ có 140A thôi nha, 140 ampere. Thì đối với dòng này thì mình thoải mái ha. Mình có thể thoải mái mình hàng gia đình dân dụng được. Bảo hành thì mình 1 năm luôn ha. Bảo hành 1 năm luôn. Thì cái dòng máy hàng này nó có Mekatech này là hàng có thương hiệu, nó có showroom phân phối tại Việt Nam ha, nó có thị trường tại Việt Nam. Nói chung có showroom, mọi người có thể ghé cái showroom nó ở Bình Tân á, có showroom Dương Bài luôn về cái dòng máy hàng Mekatech này ha, dòng máy hàng Mekatech. Đó. Thì có showroom nó phân phối, có cái đơn vị bảo hành về sản phẩm nên mọi người yên tâm mình sử dụng ha, mình không có sợ về cái vấn đề mà sửa chữa. Thì khi bán hàng cho mọi người thì cái máy này có trục trặc gì mọi người cứ ghé bên mình ha, mình sẽ có hãng xuống lo. Đó là hàng chính hãng, nó là vậy. Còn những cái hàng cao nổi á, thì mình bán thì cửa hàng mình sẽ chịu trách nhiệm trên hàng đó ha. Còn hàng chính hãng thì hãng nó lo hết, mình chỉ chịu nhiều phân phối thôi, chịu nhiều bán hàng thôi. Nhưng trong cái dịp cuối năm này á, bên cửa hàng mình đang giảm giá cho mọi người cái dòng máy hàng này giá cực kỳ tốt nữa, chỉ có 1.490.000 thôi mọi người ha, 1.490.000 thôi nha. Và giá này chưa bao gồm phí ship, anh em ở tỉnh thì vừa đồng cộng thêm tiền ship hàng vô dùm nha. Giá cực kỳ tốt thời điểm hiện tại, nhất là cái mã, mọi người coi cái mã nha, nó có mã là ZX7225C nha, ZX7225C đấy. Đó là cái dòng mã của máy hàng đấy. Thì trên dòng máy hàng này nó có đồng hồ điện tử ha, đồng hồ điện tử để mình chỉnh cái dòng hàng. Thì sau khi cắm điện xong á, thì cái này nó nhảy đồng hồ điện tử nhảy lên á, cái dòng hàng anh em ba nè. Thì thông thường mình hàng que á, thì đa phần là nằm ở cỡ 9 máy à ha, 8 máy đến 9 máy thôi, tùy theo tùy theo cái vật liệu mình hàng nó dày hay nó mỏng nha. Nó mỏng thì mình chỉnh nó xuống nữa, chỉnh sau cái hàng nó không dính thôi, nó cháy đều là được
Còn mình chỉnh nó quá đó, là mình chỉnh nó lên quá thì nó sẽ bị cháy đi ha, nó bị lủng lỗ đi, cháy cái vật liệu chúng ta hàn đi, nó không có dính ha. Thì mọi người chờ tùy theo cái mối hàn mình chỉnh cho nó phù hợp. Nếu mà nó mình chấm mà nó dính thì mình tăng nó lên ha, còn chấm mà nó chảy và là quá lửa đó mình giảm nó xuống nha. Đó. Thì cái dòng này có đồng hồ điện tử cho người luôn nha, quá trời đẹp luôn ha. Rồi tắt đi. Thì công tắc số đuôi nè, on off số đuôi ha, on off với số đuôi. Rồi ok mọi người ha. Thì hiện tại bên cửa hàng nhắc lại về cái giá bán nha, 1.490.000 đấy, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng cho mọi người xài thoải mái luôn ha. Anh em mà chúng ta xài sử dụng gia đình gì đó thì chúng ta xài, dù nhà chúng ta nên trang bị một cái máy hàng để có xúc cái gì hoặc làm gì, hàng rào kệ bỏng như hay chúng ta đem chúng ta hàng, còn chúng ta thuê bỏng ngoài là bảo đảm những người rất là mắc luôn ha, rất là mắc luôn. Thì đa phần hộ cái máy hàng này thiết kế dành cho những hộ gia đình là bây giờ là gần như là hộ gia đình gần như là hộ nào cũng phải có nhu cầu về hàng trong một thời gian nhất định hết á ha. Đó, giống như là giờ cái kệ mà xào đồ chúng ta, mọi người đi ha, cái kệ mà phơi đồ á đó, sạn thời gian nó bị xúc ra thì giờ là chúng ta đi mua cái kệ mới ha, có cái hàng ta đem nó chích cái xong xài nữa khoảng năm nữa đó, còn không thì chúng ta đem đi bỏ ta mua thêm kệ mới, cái kệ mới như lúc mua bằng cái máy hàng rồi ha. Đó là cái công dụng mà như lúc cái vật cái công cụ thiết bị mà chúng trong nhà chúng ta có đầy đủ là cái gì chúng ta làm được hết á ha. Mà ở nhà có máy mài, máy khoan, máy cắt ha, có gì là chúng ta nhà hư gì là chúng ta đem chúng ta làm đầy đủ hết, không thiếu gì ha. Thì dân bên Mỹ họ xài đó, ở nhà đa phần ít thuê ai lắm nha, bên Mỹ nó xài ít thuê ai lắm. Thì dân Việt Nam mình bây giờ nó cũng đã xu hướng theo cái đó, là trang bị là công cụ dụng cụ thiết bị ở nhà gần như đầy đủ ha. Thì nó mới sẽ ra những cái sản phẩm phù hợp để hỗ trợ cho anh em ta dân dụng gia đình nó là ít xài, nhu cầu ít đó, ha. Còn cái dòng máy này thì cái dòng mà thấp hơn này vẫn có nha, cái dòng mà thấp hơn máy hàng này vẫn có 120m thôi vẫn có, nhưng mà dòng đó mình không có bán ha, mình thấy chọn cái dòng máy hàng này là ổn định nhất để anh em xài ta là được nha. Dòng này là ổn định nhất 225C ha, ổn định nhất để phù hợp với nhu cầu của anh em xài, ổn định nhất luôn rồi đó. Tại dòng này mình đã test qua rồi, mình đã hàng rồi và để ở nhà một cái luôn ha, để hàng luôn, có luôn, có để ở nhà một cái để hàng luôn đấy. Rồi ok mọi người ha, chỉ 1.490.000 thôi cho một cái máy hàng giá chưa với ship nha. Anh em nào có nhu cầu thì qua lấy, và số lượng cũng có giới hạn ha, những cái chương trình giảm giá này là số lượng có giới hạn hết. Anh em nào mua trước thì còn ha, còn sau đó thì mình thông báo hết là hết ha, là mình ngưng chương trình nha, không có chạy liên tục được ha, nên anh em thông cảm cho đó nha. Bán những cái này chủ yếu là phục vụ giảm giá nhu cầu cuối năm để anh em biết đến cửa hàng mình thôi, biết đến kênh channel Nguyễn Chí Đạm ha. Đó, những anh em nào yêu thích thì để săn đón những cái hàng giảm giá kế tiếp thì vui lòng đăng ký vào cái nút đăng ký bên dưới nha. Mình sẽ có những cái chương trình giảm giá kế tiếp nữa để phục vụ cho cái nhu cầu mà cuối năm mình xài để đón Tết ha, hoặc là qua năm công cụ hạng tăng giá nữa nha. Đó, hãng đã thông báo mình rồi. Ok, cảm ơn, xin chào.